Ờ, thực sự sâm Trung Quốc với là kinh khủng. Họ bày bán ở những cái cửa hàng bình thường thôi, cửa hàng dược liệu thông thường thôi. Những cái củ sâm bé tí bằng ngón tay này là toàn đề giá là vài triệu tệ thì tính ra tiền Việt Nam khoảng 5 7 tỷ một củ như này. Một củ sâm bé tí như thế này. Và nếu mà cân nó lên đấy, nó được mấy chục gram mà mấy tỷ thì cân lên thì cái giá nó phải đến khoảng 200 tỷ một kg. Hôm nay tôi sẽ <laughs> chia sẻ với các bạn là Cái câu chuyện về giá sâm Giá sâm Giá của sâm trên thế giới Chúng ta hay nghe thấy cái câu là Sông Ngọc Linh đắt thế đắt kinh quá Xong rồi là thi thoảng có bài báo đang bán một củ sâm mấy trăm triệu Một, một tỷ Ai cũng ô lên kinh ngạc à, Hoặc là vừa rồi bên phiên chợ sâm ở trong Nam Trà My có củ sâm 800 hơn 800 triệu mà Hàng trăm tờ báo đưa tin À, hàng trăm bài báo và ai cũng kinh ngạc thì đúng là so với lại thu nhập của người Việt thì cái củ sâm nó bằng cả một cái ô tô thậm chí bằng ngôi nhà củ sâm rất bé tí bằng cái nắm tay này, bằng ngôi nhà quá kinh khủng không tuy nhiên là đấy là chúng ta vì chúng ta mới chỉ nghĩ về những cái loại dược liệu so với những cái so giá trị loại dược liệu khác và hai nữa là chúng ta chỉ biết đến những cái loại sâm, những cái loại dược liệu ở Việt Nam mà thôi À, chứ còn tôi thì tôi đi khắp thế giới nghiên cứu, khắp thế giới về sâm thì tôi đánh giá là sâm Ngọc Linh quá đắt, nhưng chưa là cái gì cả so với sâm Trung Quốc, à, so với sâm Hàn Quốc. Còn nếu so với sâm Trung Quốc thì nó nó còn chưa làm cái gì? À, tôi chỉ ví dụ cái này thôi, ví dụ như sâm Hàn Quốc nhá, ví dụ sâm Hàn Quốc mà những cái loại sâm mà họ trồng ở trên núi đấy, trồng theo kiểu tự nhiên, khá tự nhiên trên núi đấy, nó đắt cũng không kém gì sâm Ngọc Linh, trồng trên núi. Những củ sâm nó bé tí ngón tay nó dài này Đấy, Nó cũng đắt lắm Nhưng mà những củ sâm mà uh, Hoang dã của Hàn Quốc ấy Thi thoảng họ đào được một củ của ngón tay này Bảo em họ đấu giá Giá nó hàng vài trăm nghìn USD Thậm chí là có những củ ở triệu USD Tức là 20 tỷ Mười mấy tỷ hàng chục tỷ một củ sâm bằng ngón tay này Chúng ta uh, Chúng ta tưởng tượng nó đắt như nào Nó quá đắt Đấy là những cái củ sâm mà uh, nó vô cùng hiếm nó là sâm tự nhiên tuy nhiên là so với lại sâm trung quốc ấy, thì nó lại không là cái gì cả sâm à, trung quốc là cái sâm trường bạch sâm trường bạch người ta gọi là sâm trung quốc tên thương hiệu quốc gia mà. sâm hàn quốc sâm trung quốc thực tế sâm hàn quốc với lại sâm trung quốc nó đều là một gốc nhân sâm mà thôi và nó đều ở dãy núi trường bạch tức là dãy núi trường bạch kéo dài từ tỉnh cát lâm sang bên trung quốc à, sang bên hàn quốc sang bên triều tiên thì nó đều là cùng dãy núi nó giống như một cái dãy núi uh, hoàng liên sơn này. Kéo dài vào đến trận tận con Tum Đấy nó là hai loại khác nhau Nhưng mà thực ra nó đều chung một gốc Nó đều tương đối Cho nên là cái củ nó đều tương đối giống nhau Nhìn nó giống hết nhau mà Thì Trung Quốc thì với kinh khủng Tôi sang uh, Cát Lâm Và tôi sang uh, Bắc Kinh Rồi tôi sang uh, Quảng Châu Đến uh, An Huy, Bạc Châu Và những cái uh, Phúc Kiến Những cái nơi mà tập trung dược liệu quý hiếm đấy Hoặc là những cái hệ thống đồng nhân đường Thì uh, thực sự sâm Trung Quốc với là kinh khủng. Bởi vì là ở họ bày bán nhé, họ bày bán ở những cái cửa hàng bình thường thôi, cửa hàng dược liệu thông thường thôi. Những cái củ sâm bé tí bằng ngón tay này là toàn đề giá là vài triệu tệ thì tính ra tiền Việt Nam khoảng 5 7 tỷ một củ như này. Một củ sâm bé tí như thế này. Và nếu mà cân nó lên nó được mấy chục gram mà mấy tỷ thì cân lên thì cái giá nó phải đến khoảng 200 tỷ 1 kg. Đấy chúng ta tưởng tượng 200 tỷ Việt Nam đồng 1 kg. Vậy thì sao? Vậy thì sâm Ngọc Linh, những cái củ sâm mà có 102 mà có giá trị sưu tầm, mang tính chất sưu tầm, quý hiếm mang tính chất sưu tầm và hàng trăm năm tuổi, vài chục năm tuổi mà giá trị vài trăm triệu, một tỷ thì nó cũng không là cái gì so với củ sâm Hàn Quốc hoặc củ sâm Trung Quốc. Tức là không có gì đắt cả, rất bình thường. Đấy là tôi nói về sâm hoàng dã. Đấy. Thì để chúng ta thấy là sâm Ngọc Linh chưa phải là sâm đắt mặc dù là rất đắt so với thu nhập người việt nam nhưng mà so với sâm trên thế giới sâm trung quốc hàn quốc không là cái gì vẫn rất là rẻ